À, bây giờ theo 1005 lời yêu cầu lận ạ, là nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm sẽ xuất hiện để hát cho tất cả quý vị nghe trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời chú. Dạ từ từ thôi ạ. Dạ còn nghệ sĩ đông lắm, em làm gì em làm mau lắm rồi, quốc liền nè. Đừng. Em hát cái bài mà anh truyền phải không? Dạ cái bàn tròn muốn nghe rồi em hát bài. Tặng toàn thể quý vị, em chúc cho quý vị được vạn an, may mắn, thành công. Chúc cho gia đình của Đào Vũ Thanh, nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh được may mắn trong sự nghiệp. Và anh em nghệ sĩ cũng vậy. Tâm sự một người say hay. Bữa nay có cái ông nhà báo là ông Hiệu á. Mỗi lần tôi đi nhậu là mỗi lần say. Chén chú chén anh cạn lại đầy. Người say đang xỉn, người xỉn đâu còn nhớ ai say. Mà họ đâu biết là tôi sai chẳng say nổi tan ngang, say niềm bất hạnh trong cơn say tôi hầu dẫn cho em ơi cái này lấy mua rượu em cầm đi em. Rồi cũng trong ngày kỷ niệm của con cháu về đây rồi, trước mặt là anh xin phép, có nghĩa là con cháu về đây đã hội tụ đó rồi, rồi về đây được danh ca cải lương rất quý.